Rồi hello, xin chào anh em nha. Xin chào anh em trở lại với kênh Hàng Nhật Bản anh em ha. Rồi tiếp tục phục vụ cho anh em về đồ nghề nè. Giá là chưa bao gồm phí vận chuyển nha. Anh em mình mua hàng thì đơn nào 300.000 chuyển khoản đủ em bao ship, còn nhận hàng thanh toán thì anh em chịu phí ship giùm em. Rồi tiếp tục lên cho anh em một cái combo cọ nè, 2 4 5 cây. 5 cây này em bán cho anh em là 100k nha, cọ mới chưa sử dụng ha. 1 2 3 4 5 cây ha. Đây, 5 cây cọ 100k. Rồi combo 3 cây vít nè. Combo 3 cây vít, 1 cây dao giấy ha. Bán cho anh em 3 cây này 100k luôn, đầu đóng hết anh em cứ resell ha. 100k luôn. Combo 300k nữa ha. 3 cây vít với 1 dao giấy 100k. Rồi một cây kìm cắt cộng lực nó bị nhâm lửa xíu nè, bán anh em 100.000 luôn. Xe 14 ha, 350 nè. 350 mm. 100.000. Rồi cái lữ ba cái năm cái lữ năm cái cây dũa bán cho anh em 150 nha. Năm cây dũa sắt 150. Bản bự không anh em. Rồi cây bào bán anh em 130.000 nè. Cây bào ha. Lưỡi không mẻ ha. Gỗ đẹp ha. Rồi bào gỗ 130.000. Rồi mua gì ra bán cái đó luôn nè. Lớp nè của Lotter nha, Lotter nha, cái gì nè nữa, da băng hết nha. Hai cây này bán anh em 220 nha. Hai cây này 220k anh em, xây 250 hết nha, làm đẹp ha. Hai cây 220. Cây xúc với cây cò xuống này bán cho 500 ha. À, xúc với xuống 100. Mua ra gì bán cái đó luôn. Thùng nè. Hai cây xà cày nè. Cây xây 300 và cây 360 hiệu con gà ha. Hai cây này bán 150 nha. Hai cây 150. Hai cây 150 nè, xà cày kim. Đây kìm mỏ quạ với kìm mãi nè. Đó 3 cây. 3 cây này bán anh em 120 nha. 3 cây 120.000, 3 cây kìm 120. Anh em mua thì nhớ cái số thứ tự và cái món hàng giùm em đây. Rồi một cây kìm với một cây mỏ lết. Cây kìm mỏ lết. Kìm mỏ lết bán cho anh em kìm mỏ lết bán anh em 150 nha. Kìm mỏ lết 150. Fujiya với xây này 200. Đó. Rồi anh em mua liên hệ em qua số điện thoại có liên hệ phần trên đời nha.